chào quý vị và các bạn, những khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, quý vị có thích ăn những món ăn làm từ trái cây không? Nếu mà có thì ngày hôm nay quý vị không thể bỏ lỡ chương trình của chúng tôi rồi, bởi vì cô Hà, đầu bếp của Món Ngon Mỗi Ngày sẽ hướng dẫn một món ăn rất ngon làm từ trái cây đó. Xin kính chào quý vị khán giả. Món ăn mà hôm nay chương trình muốn giới thiệu đến quý vị khán giả được nấu từ trái lê. Nhưng mà cô đừng có nói với em là cái món ngon trong tích tắc ngày hôm nay là món lê gọt vỏ chấm muối nha. Tất nhiên là không rồi. Món ăn hôm nay của chúng ta có tên là gà nấu trái lê. Minh Châu biết không, món gà nấu trái lê này nguyên liệu cũng khá đơn giản. Cần có là đùi tỏi gà nè, hai trái lê, cà rốt, hành bó rô, lá dứa, ngò rí, hành tây, hành tím băm, bột bắp, dừa, các loại gia vị thông dụng khác và hạt nêm Ajinomoto. Việc đầu tiên thì cô sẽ ướp gà. Gà này bây giờ nguyên cái đùi như thế này, để cho gà nó dễ thấm gia vị hơn thì mình sẽ dùng dao mũi nhọn nè, mình sẽ xăm vào hoặc là rạch những cái đường nho nhỏ ở phía trong đùi gà. Cô ơi, em thấy cô lựa trái dừa to quá à. Đúng rồi, đối với những món ăn mà nấu với nước dừa và nấu kết hợp với lại trái cây thì mình nên lựa những trái dừa to như thế này, và nó sẽ có cái vỏ nè, nó dày, bởi vì những trái dừa như thế này nó sẽ cho nhiều nước nè, có độ ngọt vừa phải, nó phù hợp với những món ăn mà mình sử dụng có trái cây, có vị ngọt ở trong đó. Trong các món ăn làm từ trái cây thì quý vị khán giả nhớ chọn những trái dừa mà có trái to nè, vỏ cứng, như vậy thì sẽ cho nước nhiều và độ ngọt vừa phải. Và Minh Châu biết không, tùy theo những cái vùng khác nhau thì có thể thay nước dừa bằng nước dùng nữa đó. À vậy hả cô? Mặc dù trong món này cô Hà sử dụng nước dừa nhưng mà nếu quý vị ở nhà cũng có thể sử dụng nước dùng để thay cho nước dừa. Bây giờ gà đã khứa xong rồi thì cô sẽ ướp thịt gà với một muỗng súp hành tím băm, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh Ajinomoto và một muỗng nước tương Lisa. Rồi chúng ta sẽ trộn đều và để trong 5 phút cho thịt gà này ngấm gia vị ha. Bơ rô thì mình sẽ cắt lát xéo dày khoảng chừng 1 phân. Bây giờ Minh Châu giúp cô một việc nữa là sẽ gọt trái lê. Dạ. Mà Minh Châu biết cách nào để phân biệt cái trái lê chua và trái lê ngọt không? Dạ, cái này là cô đố khó em rồi. Em thấy đây có một trái thì da láng hơn nè, màu nhạt hơn. Còn cái trái này thì da có vẻ sần sùi hơn, màu thì đậm hơn. Mà nó hình như là cái hạt trên cái trái lê này nó to hơn ở bên này. Em không biết là trái nào dùng để nấu và trái nào dùng để ăn hết. Rồi, chính xác. Rõ ràng là thấy em Minh Châu thấy là hai trái lê này khác nhau. Trái này vỏ nhạt hơn, có những cái đốm nâu nhỏ hơn. Và khi mà mình sờ lên thì mình sẽ thấy nó mịn hơn so với lại trái này. Thì những cái trái lê như thế này nó sẽ có vị chua nhẹ và nó phù hợp với lại món nấu. Còn những trái lê như thế này thì nó sẽ phù hợp với lại món tráng miệng hơn. Dạ. Phần lê này thì mình sẽ cắt miếng vuông khoảng chừng 2 cm. Mình cho khoảng chừng 2 muỗng dầu vào trong chảo. Mình sẽ xào phần hành tây này. Rồi Minh Châu đảo đều lên để cho hành tây nó vàng xém và có mùi thơm. Mình sẽ cho gà vào. Rồi, em đảo lên cho thịt gà nó săn lại ha. Dạ. Nước ướp này mình cũng cho vô để cho nó thấm gia vị vô trong thịt gà. Khi thịt gà săn lại rồi thì chúng ta sẽ cho hành bó rô vào, xào cho hành bó rô cũng thơm lên. Dạ. Cô ơi, em thấy nước sôi rồi nè. Bây giờ cô sẽ cho đùi gà vào trong nước này mình nấu tiếp khoảng chừng 10 phút rồi. Dạ. Đùi gà đã mềm rồi. Ừ. Cô cho lá dứa vào. Dạ, em sẽ cho hết cả cà rốt vào. Dạ. Khi cà rốt gần chín thì chúng ta sẽ cho lê vào nấu tiếp. Mình nấu khoảng chừng 3 phút thì lê đã chín rồi. Dạ. Bây giờ thì cô sẽ vớt cái lá dứa này ra, lấy một muỗng bột bắp pha với lại khoảng nửa chén nước. Khuấy cho bột này tan. Mình cho bột bắp vào để tạo độ sánh vừa phải. Dạ. Như vậy là món ăn mình đã hoàn tất rồi đó. Như vậy là chỉ trong một tích tắc thôi thì mình đã có món gà nấu trái lê rồi cô ha. Đúng rồi, mình đã hoàn tất rồi đó. Bây giờ cô trò mình cùng chào quý vị khán giả chứ. Cô nhìn mặt Minh Châu là cô hiểu rồi. Và cô đã chuẩn bị sẵn một phần cho Minh Châu đây. Có thịt gà, nè, cà rốt và một miếng lê nữa. Minh Châu thử đi và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả ha. Dạ, em cảm ơn cô. Gà rất là mềm mà rất là ngọt, cái vị ngọt tự nhiên vô cùng cô ơi. Lần đầu tiên em được thưởng thức một cái vị ngọt như vậy luôn á. Em sẽ thử ăn trái lê thử xem là có giòn như là cô Hà đã cam kết em từ đầu không. Lê vẫn giòn, ngọt ngọt nhưng mà
vẫn hơi thanh thanh một chút xíu chứ không quá ngọt đâu nha cô. Nhờ mình lựa trái lê có vị chua nhẹ đó Minh Châu. Dạ. Món ngon trong tích tắc. Kính thưa quý vị khán giả, đúng như Minh Châu vừa chia sẻ cảm nhận, món ăn sẽ có vị vừa ăn, thanh mát, thơm mùi trái lê. Khi ăn, quý vị nhớ ăn kèm với bánh mì và nước tương Lisa nhé. Chắc chắn là thông qua chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì quý vị khán giả đã học được rất nhiều những món ăn ngon giúp giải nhiệt cho những ngày hè. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi để chương trình có thể gửi đến quý vị thêm nhiều món ăn ngon nữa. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai và số điện thoại 061-882-6188 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Hy vọng là quý vị chưa quên. Bây giờ thì chúng ta nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.